thơm, cực kỳ thơm. Em nào là có đi chợ cồn nhớ ghé đây ăn thử nha, không ăn là thiếu thốn, rất là uổng luôn. Mình cảm ơn để tại vì ăn giặt báo làm thì không em luôn. Hello anh em, hôm nay mời anh em cùng với cậu cháu mình đi tiếp tục đi chợ đêm ở chợ Cồn ha. Thì cái chợ này là một trong cái chợ mà cũng khá rất là nổi tiếng luôn. Nó được so sánh giống như là cái chợ Bến Thành của Sài Gòn mình, rồi cũng giống như chợ Đông Xuân ở ngoài Hà Nội. Ẩm thực thì lại vô tư luôn nha anh em. Vừa bước vô thì nó có hai cái dãy đồ ăn mặn ngọt đủ thứ, giá thì cũng khá là rẻ, khoảng 10-20 cho tới 30 ngàn. Còn bên ngoài á, thì bên ngoài cái chợ thì được mệnh danh là giống như một cái thiên đường ẩm thực. Chỗ này đó đồ ăn thì quá trí khôn, không thể nào tả được. Nhưng mà do mình đi hơi tối á, thì nó một số quầy hàng nó đã đóng cửa. Ở đây nổi tiếng là mấy cái món như là hủ tiếu, mì quảng, rồi bánh bèo, bánh nậm, bánh này kia đủ thứ, những cái loại bún của Đà Nẵng. Chút xíu nữa mình ăn một cái món này mình chia sẻ với anh em luôn, rất là lạ đối với mình luôn. Vô thấp vậy, vô cao cao chứ. Đó là mình tôn trọng đó. Ủa, có vụ đó nè. Sao trời. Ủa, có một thêm cái điều mà làm cho mình mê nhất là ở chợ Cồn này ta có tới hai cái khu vực ăn uống. Một là trong chợ thì khoảng từ 7 giờ tới đến 3 giờ chiều. Còn mình đến sau 3 giờ thì có cái khu bên ngoài, nó kêu là giống như street food, nó bắt đầu từ khoảng 3 giờ. Nhưng mà tới 7 giờ mấy là nó tan tầm rồi anh em, cho nên nếu anh em muốn thì nên đi sớm chút xíu nha. Vừa vô thì mình đã gặp cái chị này bán cái bánh mì tầm á. À, nhớ lại cái thời xưa mà dưới quê mình rất là mê, là ghiền cái món này, cái kiểu nhớ là tuổi thơ nữa. Mà ở đây mình tưởng là chỉ có miền Tây dưới quê mình mới có, ai già tú ngoài Đà Nẵng trong thành phố mà cũng có cái món này, mà nó ăn nó cũng giống chứ mà không giống miền Tây mình lắm. Thì như nó có cái bột nó khác sao, chắc cũng do tìm miền dùng. Không biết mấy anh em sao chứ mình thấy mấy bánh quê là mình mê lắm, chắc do thời nhỏ mình đã gắn liền với nó đó. Bây giờ mình nhớ là mình mỗi lần là nhớ tới mình cái bánh này ở đây nó khác với mình sao, mình đây nó không có dai giống như mình, cái này nó hơi bở thì sao. Nó, nhưng mà lại có nước cốt, hình như dưới quê mình không nhớ có nước cốt không, nhớ mình là chỉ với mè với đường với sắc dừa đổ lên thôi, mà ăn thì cũng giống cũng ngon, tuổi thơ anh em. Điều diễn kế bên nhìn mấy cái loại khô, mực khô, gà này kia ghiền luôn anh em, nằm mê chưa. Mình bán cái này quá gì đây chị? Súp bánh tráng anh. Súp bánh tráng hả? Dạ, ăn thử, ăn thử. Thử nè. Ăn được rồi. Ăn được rồi. Dạ, không ăn được rồi. 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 Không chị dễ thương quá. Nhưng mà nói tại vì thích phá chị đó lao phá bữa mình được không dạ. Vậy là bán khoảng 30 ngàn đi, rồi thối 150. Dễ thương ít thôi nha, tại tụi em đi dài ăn tiếp, ăn thứ xí đúng không? Dạ, ăn thứ xí rồi, ăn thứ xí thôi, nhiều quá bớt lại đi. Có gọt. Muốn ăn trái cây gì không? Không cục.
mua một cục hả? Nhưng mà mua chỉ đủ mình ăn tối nay thôi nha. Dạ, măng này bán sao đây cô? Kilo 100 ngàn hả? Chọc phá cô rồi. Rồi chắc ăn mấy trái mình ăn thôi, để sáng mình đi. Ở tổ cô đổ vô tự. Này mình chấm chấm nước mắm, chấm ruốc, chấm này đang ngon luôn. Ngon quá trời. Cái này là xoài này chắc chín mới ngọt quá, còn không chắc nó chua lắm. Thôi nhờ cô gọt đi, nếu có mua. Thay này bán sao cô? Kilo 40. Kilo 40 rẻ vậy ta, sao rẻ hơn măng nhiều vậy? Cái sống sống rồi. Đừng cái sống sống nha. Nửa ký thôi con, tại tụi con ăn giặt giặt dài. Mà cô có dao hay gì gọt chưa? Gọt chứ, để đợi tôi gọt. Rồi tối nay về cắm này luôn. Củ xoài này là ở đâu vô cô? Miền Tây. Miền Tây hả? Ở trời, mình ở miền Tây vô ra miền Tây mình mua xoài. Con nhà đi nhà mẫu đơn. Nhà mẫu tay với nhà mẫu đơn mình bán sao? Thì 200 thì. Chua 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 mà là đúng ra ăn xoài phải chua chua mới ngon. Đã chưa? Cũng có xe về mà tối rồi mà cũng còn bán nhiều ha. Hình như là cũng dẹp bớt quá. Dạ, xuống đây coi có gì ăn buổi tối, dẹp buổi tối thôi nhưng mà như là cái chợ đồ ăn bên đây, còn chợ thường nhóm đông đó hơn ban ngày. Để mình trái mà. Mấy chị thấy gì rất là dễ thương. Cái xí, chút xí. Cái món này món gì đây chị? Ồ, phá lấu bò. À, cái này ăn giặt cũng được nè. Chút xíu. Dạ. Bây giờ xuống đèn thấy buồn quá. Dạ, nhớ như bò. Đóng hết rồi, cua ốc thịt nè. Túi tôi chụp hình từ ngoài nó vô đây thấy anh vả, anh đi ăn đường á. Ồ dạ. Cái này là bún mắm Đà Nẵng chứ không phải là bún mắm miền Tây nha. Đúng là miền Tây là bún mắm sao? Có nước không? Chế như cái này là bánh tráng mút thịt heo. Ồ, bánh tráng mút thịt heo. Ủa tưởng là có bún mắm. Tại mình sao chứ? Đào bún mắm. Ồ, chị phải lỡ xác thịt rồi hả? Đâm trực tiếp luôn đây. Nếu xác thịt bỏ đại vô đi không có sao đâu. Thì hồi nãy xác bỏ còn người ta nói. À, bỏ đại vô. Cái nước này là mắm tôm không nhỉ? Không, mắm nêm. Mắm nêm. À. Chứ tưởng là mắm tôm, mắm ruốc. Mình ăn hết được không? À, không được thì hất ra phải không? Nãy cái chị kia ở dưới kia không được thì hất ra. Cho mình một ớt. Mình hất ra ngay chứ cái ớt đừng ăn là cay đó. Không được là hất ra. Thì cũng là lần đầu tiên mà mình ăn bún Đà Nẵng ở ngay Đà Nẵng luôn nè. Hồi trước á, mình cũng ăn một lần ở bên Mỹ. Thì cái khẩu vị nó, cái tô bên đây tô nó to hơn, thịt nhiều hơn, nhưng mà nó mình không có ấn tượng lắm. Nhưng mà ở đây thì thịt thì không có nhiều, sắc thì cũng mỏng, rau nhiều. Mà cái đặc biệt là cái nước mắm tôm á, các chị này làm sao rất là ngon, mình không thể tả nổi. Cái mùi vị nó đậm đà, nó làm sao nó vừa, rất là vừa miệng mình luôn. Mà nó thơm thơm sao, chứ nó không có làm giống như cái mùi mắm. Anh em có đi du lịch cái ra Đà Nẵng hay ra cái mấy cái vùng này, mấy anh em cái đây là một trong mấy cái món mà mình khuyên anh em là phải thử. Nếu mà không thử là một cái thiếu sót rất là lớn luôn, giống như mình chưa cảm giác như mình chưa đi hết cái Đà Nẵng đó nha anh em. Chỉ có cái là nếu mà đi couple thì đừng ăn món này anh em, đi nhau khỏi hung luôn á. Đùa chơi thôi, mà rất là ngon.
Còn thịt cuốn bánh tráng hay là gỏi cuốn của miền Tây mình á, thì hay là kêu theo kiểu miền Tây thì đúng hơn, thì mình ở đâu mình cũng có thấy cái món này ha, nhưng mà ở đây thì cũng khá là đặc biệt, cũng hơi là lạ, cho nên mình gọi thêm một cái phần bánh thịt cuốn bánh tráng. Mà ở đây lạ lắm anh em, ở ngoài là dùng cái bánh tráng giống tráng phay xương của mình giống vậy ha, và ở trong thì là một cái giống như cái bánh ướt hay là cái bánh tráng mà chưa khô sao đó. Rồi cái còn chấm thì mình chấm với mắm nêm, mắm nêm đây có nghiêng nghiêng về vị ngọt chút xíu chứ không có cái vị chua chua như của mình, của nhà mình làm. Thêm tí ớt thì quá là ngon, hít hà luôn. ăn nhiều ớt quá thì sẽ bị đau bụng nha. Kêu bằng anh em mình kêu sao ta, Tào Tháo rượt á. Anh dân này dân miền Tây thì có trong đó cũng có nhiều lắm. Đây mắm nêm thơm cực kỳ thơm, ngon chứ, mà có cái gì cái kiểu ngon khác, cái kiểu ngon giống như là gỏi cuốn, còn kia là giống như bún. Ngon, chúng ta hai cái kiểu này không có so sánh được, tự nhiên nó khác nhau. Ngon quá. Phải chị này mà có bán những món khác mình cũng ăn hết thử luôn rồi mà. Nhưng giờ nó còn hai món. Nếu kêu mình chọn một trong hai cái món này thì có lẽ chắc mình sẽ chọn món bún mắm Đà Nẵng, do cái vị nó rất là vừa, mình ăn vừa nó cảm giác nó thơm thơm, nó ngon lắm. Còn cái bánh tráng cuốn thịt thì nó không có cái gì làm cho mình phải ồ á anh em, nhưng mà nó cũng ngon chứ không phải là dở, chỉ là mình nếu mà mình chọn lựa thì mình sẽ chọn vậy. Rồi thôi, để mình kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em cùng với cậu cháu mình khám phá chợ Cồn buổi tối ha. Rồi hẹn gặp lại anh em trong mấy video sau.